Bậc Tam Minh giảng rõ về hóa sanh. Trưởng lão Thích Thông Lạc: Thầy tôi cũng ngu. Thầy tôi cũng điên nhưng mà thầy cộng. Cũng như bây giờ, hai vị bây giờ mấy con nè, có đau bệnh, có nhức cái đầu. Thầy chỉ cần ra lĩnh là cái đầu của mấy con hết, vì nó thần thông mà. Phải không? Nhưng mà sự thật ra, bệnh của các con là nghiệp các con tạo. Điên gì mà thầy lấy cái bệnh của các con vào trong thánh này. Nó coi chừng thầy bảo ra lĩnh cái đầu các con hết, nhất cứ nói nhẹ nhất cái đầu thầy sao? Phải không? Thầy đâu có điên, thầy chỉ đau cái đầu. Để cho các con phải trả cái nghiệp của các con chứ. Cho nên có thần thông như là không có thần thông gì. Bởi vì sống trong nhân quả rồi. Thầy biết nhân quả thì thầy đâu có điên gì mà thầy sống hoài nhân quả sao? Mà thân của thầy là đang thân nhân quả nữa, chứ đâu phải thân quả sanh sao? Cái thân quả sanh là cái thân không bị nhân quả. Bởi vì nó quá sanh là không có nhân quả. Còn cái thân mà sanh ở trong ba cái giai đoạn sanh, từ thấp sanh, hai sanh, noãn sanh, là cái thân nhân quả. Nó bị chi phối trong luật nhân quả. Và nó là do những duyên hợp của nhân quả. Còn cái thân quá sanh là cái thân không bị chi phối nhân quả. Nó là tâm lực của một người giải thoát. Cho nên có người hỏi thầy, khi chúng ta tu theo Phật hết rồi thì dâm dục không còn có, thì con người đâu có còn sanh. Thì như vậy thế gian này còn ai? Thôi thầy nói môi trường sống thì phải có con người chứ. Không lẽ mấy ông đó ông tu rồi, ông để cái thế gian này trống rỗng như thế? Người ta ra lệnh một cái là con người đầy ở bên này hết. Muốn ăn là người ta có ăn chứ đâu phải đi ra cày ruộng chứ có cơ. Phải không? Bây giờ người ta sanh ra trong những con đường sanh này thì phải tới lúa nè, phải làm phải lụng nè, vất vả mới có ăn. Rồi còn tham muốn cái này kia, muốn có cái chờ này. Quý vị thấy có vất vả không? Vất vả lắm chứ, làm hết sức mới có chứ không kéo đâu có được. Phải không? Nhưng mà đối với người tu mà trong thế gian này tu hết, người ta muốn cho cái xã hội này như thế nào thì nó sẽ có. Người ta muốn bao nhiêu xe hơi nó cũng có nữa. Nó cũng chạy đầy đường hết. Nhưng mà nó không tốn xăng nữa, chứ đừng nói. Đó thì quý vị thấy cái năng lực của một cái người mà tu chứng quả là rất là vi diệu như vậy. Thế mà con đường của đạo Phật đấy dạch ra cho chúng ta đi đến cái chỗ đó. Thế mà chúng ta đi ham từng cái xe hơi, từng cái nhà lầu, từng cái chùa rất đẹp, để rồi chúng ta bỏ biết bao nhiêu tiền bạc công lao đó mới thành. Còn trong khi đó chúng ta chỉ cần quá thôi, mà chùa cũng đẹp, nhà cũng đẹp. Toàn bộ con người mà quá sanh trong thế gian này không có cái nhà cả. Đi đâu chúng ta cũng thấy nhà rất đẹp. Phải không? Vì nhà quá mà, quá sanh ra chứ đâu có gì đâu mà. Còn bây giờ các con muốn cất được cái tòa như thầy, rồi cũng tốn 50 triệu chứ bộ ít ra mà 50 triệu mới làm dễ à. Phải không các con này? Còn bây giờ thí dụ như muốn đi xe hơi chơi thì vẫn có xe hơi đi mà, người ta vẫn làm được. Cái gì người ta cũng làm được hết mà, đâu có cái gì người ta làm không được đâu. Còn bây giờ người ta đây muốn đi Châu Đốc, đâu phải mà đi từ hồi 10 giờ tới giờ mới tới đâu. Ngay từ co giũa cái tay người ta đã tới rồi. Phải không? Như vậy cái gì thương? Thế mà chúng ta đi tạo cái sung sướng bằng cái giả tạo rất là dứt dạ. Mồ hôi nước mắt của ta đầy ở trên đó mới tìm ra được cái sung sướng này. Còn thầy chỉ cần có 6 tháng tu trong hết thôi mà đã làm được việc này. Thế đâu phải là đâu, có 6 tháng à? 6 tháng là trong đời này, trong những đời trước thì tôi rất là nhiều rồi. Cái điều đó thầy không thấy, nhưng mà thầy thấy 6 tháng hết rồi. Thầy tu 9 năm phải không? Nhưng mà cuối cùng thầy quay trở về nguyên thủy, dùng pháp hướng âm như cục đất. Ly dục ra phá đi sơ thiền. Thì ngay đó trong 6 tháng là thầy đã nhập được sơ thiền liền. Từ đó trong dòng tuần lễ là thầy đã thực hiện được tăng. Thì cái chuyện đó chuyện quá dễ rồi, có 6 tháng à. Mà tại sao bây giờ chúng ta lại tu để mà dài? 6 tháng đó là cái cũng như là cái chín mùi á, là 10 năm trước là để chuẩn bị cho cái 6 tháng đó là thầy. À, thầy nghĩ rằng tu sai bây giờ không có chuẩn bị, nó sai, nó đi lạc đường rồi. Mà nó đúng á, thì ngay đó nó đã tới. Bởi vì ví dụ như hồi nào tới giờ mình không biết, mình biết mình cái mục đích là như chỗ cái nón đó mà mình định đi cho tới cái mục đích, mà cứ đi lầm vòng ở đây hoài thì đâu có tới. Mà giờ biết rồi, ngay từ đây đi lại đó cái tới, có phải không? Tại vì mình biết đúng đường rồi. Còn hồi đó mình không biết, mình đi lầm vòng, cứ đi lầm vòng cái khu này mà cái chỗ mục đích mình muốn đạt kia là chỗ kia. Để con về chỗ kia xếp, con mười tây về đi thẳng. À, đúng rồi, cái đó là thầy nói. Bởi vậy cho nên cứ mình đi lầm vòng như thế này á, thì rõ ràng là không tới. Mà chỉ có 6 tháng mà đi thẳng cái tới. Thì rõ ràng là thầy nói thật sự, thầy ngồi, thì tu thầy. Các con uống nhanh không? Thì các con
sống cho đúng đời sống phạm hạnh cho thầy đi, bày một bát xả hết, phải không, xả hết đi, rồi về đây thầy chỉ 6 tháng các con đi tới. Chứ là các con xả hết thì thôi, ngồi trong thất mà các con còn nhớ nhà, nhớ chùa thì thôi, giác rồi thầy đối thầy, bây giờ thầy cũng đi phạm không được.